Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bão Harvey với sức gió tối đa lên đến 215 km/h đang hướng thẳng vào hai bang Texas và Louisiana của Mỹ. Dự báo đây sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ trong vòng 12 năm qua, kể từ khi cơn bão Wilma tấn công Florida vào năm 2005. Cơn bão nhiệt đới Harvey đang có dấu hiệu mạnh lên và nhanh chóng tiến về bang Texas của nước này và dự báo sẽ gây lở đất và lũ lụt khi đổ bộ vào đất liền vào đêm ngày 25 tháng 8 hoặc là rạng sáng ngày 26 tháng 8 theo giờ địa phương. Đặc biệt, nó nhắm thẳng vào trung tâm của ngành công nghiệp lọc dầu của nước này và có khả năng trở thành một cơn bão thảm họa. Theo Trung tâm Báo Quốc gia Mỹ, bão Harvey tăng cường độ khi tiến tới bờ biển tiểu bang Texas hôm thứ Sáu. Phát ngôn viên trung tâm này cho hay cơn bão sẽ tiếp tục gia tăng cường độ khi đổ bộ vào bờ. Các chuyên gia khí tượng cho biết hiện cơn bão đã tăng cường và trở thành cơn bão cấp 4 trong thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp, với sức gió 201 km/h và sóng cao tới khoảng 4 mét, mức cực kỳ nguy hiểm, đem theo mưa lớn, gây ra lụt lội tới các khu dân cư nằm sâu trong đất liền tới 160 km. Bão được dự đoán sẽ đổ bộ vùng đất gần Corpus Christi, Texas, cùng với mưa kéo dài tại bờ biển Texas và Louisiana. Theo đó, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang ngày 25 tháng 8 cảnh báo về thảm họa đang ập vào bang Texas khi nước chiều dâng cao do bão mang lại có khả năng gây thiệt hại đáng kể về tính mạng và tài sản. Không ngoại trừ khả năng xảy ra nạn lụt sâu trong nội địa trên quy mô rộng bao gồm nhiều quận hạt. Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott ngày 25 tháng 8 đã chính thức tuyên bố lệnh khẩn cấp cho 30 quận hạt trong tổng số 254 quận hạt của Texas ngay trước khi bão Harvey ập vào. Ông Greg Abbott cũng đã yêu cầu triển khai các nhân viên khẩn cấp, sẵn sàng cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Theo vị quan chức này, 700 vệ binh được huy động vào việc đối phó bão Harvey và nhiều trực thăng cũng đã sẵn sàng hoạt động. Nếu bão tiến xa hơn về phía Bắc, dọc theo bờ biển Texas, mưa lớn và nguy cơ lụt lội sẽ mở rộng tới Louisiana. Hiện cả hai bang Texas và Louisiana đều đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão. Nhiều người dân sống tại các khu vực nằm trên đường đi của bão đã được khuyến cáo chuẩn bị kỹ càng việc ứng phó với thiên tai. Dự báo, bão Harvey sẽ đổ bộ vào đất liền cuối ngày thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 hoặc rạng sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 theo giờ địa phương. Vị trí bão đổ bộ dự kiến là quãng bờ biển dài 30 dặm cách thành phố Corpus Christi, bang Texas, khoảng 112 km về phía đông bắc. Nhà chức trách Mỹ cho biết lượng mưa do bão Harvey có thể đạt hơn 500 mm, kéo theo là lũ quét nguy hiểm. Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo cơn cuồng phong Harvey mang theo mối nguy hiểm rất lớn, đe dọa đến tính mạng con người. Trước tình hình đó, người dân và chính quyền các thành phố tại Texas đã triển khai công tác chuẩn bị để ứng phó với siêu bão này. Người dân Texas đang gấp rút rào chắn nhà cửa, tích trữ lương thực và sẵn sàng sơ tán tới khu vực an toàn. Chính quyền 7 quận dọc bờ biển thuộc bang Texas đã ra lệnh bắt buộc di tản đối với cư dân ở các khu vực thấp. Tối ngày hôm qua ngày 25 tháng 8, có khoảng 700.000 cư dân Mỹ sinh sống ở các thành phố gần vùng bão Harvey sẽ thổi vào đang trên đường di tản, khiến con đường xa lộ tiểu bang 37 đến San Antonio đã kẹt xe kéo dài cả nhiều cây số. Tâm bão dự kiến sẽ là trung tâm của ngành công nghiệp lọc dầu của Texas. Để đảm bảo an toàn cho công nhân, nhiều công ty năng lượng đã giải tán toàn bộ nhân viên ở các giàn khoan ngoài khơi vịnh Mexico. Một giàn khoan ở vịnh Mexico đã phải rút toàn bộ nhân viên về đất liền. 39 mỏ dầu và khí đốt có người điều hành cũng đã được di tản, theo Cơ quan An toàn và Thực thi Môi trường Mỹ. Trong khi đó, trên đất liền, nhiều nhà máy lọc dầu tại Texas đã đóng cửa để đối phó với bão. Các cây xăng ở bờ biển miền Nam Texas bị cạn kiệt nhiên liệu do hàng ngàn người di tản. Theo chính phủ Mỹ, giá xăng đang tăng do bão làm giảm 22% sản lượng dầu ở vịnh Mexico. Tại thành phố Corpus Christi, bang Texas, người dân địa phương đã chuẩn bị những bao cát để ngăn nước lũ tràn vào thành phố khi bão đổ bộ. Cơn bão này được cho là mạnh nhất trong vòng 47 năm qua tại thành phố của chúng tôi. Chúng tôi không biết rằng liệu sau khi cơn bão càn quét, khu vực này sẽ thiệt hại như thế nào. Trong khi đó, người dân Texas và các khu vực bị ảnh hưởng do siêu bão đã đổ xô đến các siêu thị để mua đồ ăn dự trữ trong những ngày mưa bão. Chúng tôi không có đủ tiền để đi sơ tán khỏi thị trấn. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở nơi này và chúng tôi đã chuẩn bị những bao cát ngăn lũ. Chúng tôi cũng đã tích trữ đủ thực phẩm và đồ dùng cá nhân cần thiết cho một tuần. Nhà chức trách đã phải dùng 10 máy bay di tản 10 em bé bệnh nặng từ một bệnh viện nhi ở Corpus Christi đến thành phố Fort Worth
Bộ Hải quân Hoa Kỳ đã ra lệnh ngưng mọi hoạt động không cần thiết. Tiểu bang Louisiana cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và nhiều trường học đã được đóng cửa ngay từ đầu tuần. Các bạn phải cảnh giác và có sự chuẩn bị. Chúng ta đã phối hợp tích cực với chính quyền địa phương và chính quyền liên bang để chuẩn bị cho những gì sắp đến. Không có gì phải hoảng sợ cả, chúng ta đều đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi. Trên các trang mạng xã hội, nhiều khuyến cáo về cách chuẩn bị chống bão đã được lan truyền cho cư dân. Giới chức tiểu bang Texas đã so sánh trận bão Harvey tương tự như trận bão Katrina đổ bộ vào tiểu bang Louisiana vào năm 2005, khiến hơn 1.200 người chết và thiệt hại tài chính lên đến 108 tỷ Mỹ Kim. Trước tình hình đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở cuộc họp khẩn cấp, đồng thời khẳng định chính phủ Mỹ đang giám sát chặt chẽ hướng đi của cơn bão, sẵn sàng cung cấp lương thực cho người dân tại Texas trong trường hợp khẩn cấp. Theo đó, Tổng thống Trump đã họp với cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang để chuẩn bị trước khi siêu bão Harvey đổ bộ vào nước Mỹ. Đồng thời trên Twitter, Tổng thống Donald Trump đã ra cảnh báo người dân, khuyên họ nên dự phòng mọi tình huống. Ông cũng đã gọi điện cho thống đốc bang Texas và Louisiana để bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ trước trận siêu bão. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết ông Trump đã được thông tin và sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến cơn bão. Phía Nhà Trắng cũng gọi đây là cơn bão nguy hiểm và cho biết Tổng thống Trump sẽ đi thị sát bang Texas vào tuần tới. Tổng thống Trump đang lên kế hoạch đến Texas vào đầu tuần tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết khi Tổng thống Trump xác nhận. Thống đốc bang Texas ra thông cáo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện để đưa ra những hỗ trợ của liên bang cho Texas trong khi bão Harvey đang tiến đến bờ vịnh. Tổng thống cam kết sẵn sàng tất cả nguồn lực của liên bang để hỗ trợ trong các nỗ lực chuẩn bị, cứu hộ và khôi phục. Theo Trung tâm Khí tượng Mỹ, bão nhiệt đới Harvey đã mạnh lên thành bão cấp 4 trong thang bão gồm 5 cấp của Mỹ, thậm chí có thể vượt qua những cảnh báo của giới chuyên môn khi đổ bộ vào bang Texas của Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, thì cơn bão đã khiến cho khoảng 20.000 hành khách mắc kẹt trên 3 chuyến tàu tại Vịnh Mexico. Cơn bão được dự đoán sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm phá hủy cấu trúc các tòa nhà và phá hủy hoàn toàn nhà di động. Những thông tin về cơn bão Harvey sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Tiếp tục với một sự kiện chính trị đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 8, Tòa án tối cao Thái Lan bắt đầu phiên xét xử về cáo buộc đối với cựu Thủ tướng Dinglak Sinawat liên quan đến chương trình trợ giá gạo. Phiên tòa diễn ra trong an ninh gắt gao với gần 4.000 cảnh sát canh giữ trật tự, trong khi hàng trăm người ủng hộ bà Dinglak tập trung bên ngoài tòa án. Tuy nhiên, bà Dinglak đã không có mặt tại phiên tòa. Tung tích của cựu Thủ tướng Thái Lan là mối quan tâm hàng đầu của dư luận hiện nay, và phán quyết của Tòa án tối cao Thái Lan đối với bà Dinglak cũng được cho là sẽ dẫn đến nhiều biến động tại chính trường quốc gia Đông Nam Á này. Ngày 25 tháng 8, an ninh được siết chặt trước phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Dinglak Sinawat liên quan đến chương trình trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ đô la Mỹ cho chính phủ. Gần 4.000 cảnh sát cùng nhiều chốt kiểm soát an ninh đã được dựng lên xung quanh khu vực tòa án. Bên ngoài tòa án, hàng trăm người ủng hộ bà Dinglak vốn đã tập trung từ sáng sớm, bất chấp việc bà Dinglak lên Facebook kêu gọi họ nên ở nhà. Nhà chức trách đã chuẩn bị sẵn 3 máy bay trực thăng, 20 xe bọc thép và 4 xe cứu thương cùng các phương án phòng chống bạo động. Nhiều người cho rằng sẽ có khoảng 1.000 người ủng hộ bà ấy đến đây, nhưng hôm nay không tới con số này. Hiến pháp Thái Lan cho phép tụ tập hòa bình, không dùng vũ khí. Tất cả mọi người đều phải tuân thủ các quy tắc và quy định này. Tại các tỉnh vùng Đông Bắc, khu vực được xem là cứ địa chính trị của gia đình Sinawat, chính quyền địa phương liên tục làm công tác tư tưởng, kêu gọi người dân có thể ủng hộ bà Dinglak nhưng không nên kéo đến Bangkok. Binh sĩ và các cảnh sát cũng tăng cường kiểm tra các chuyến xe lửa đến thủ đô, cũng như lập nhiều chốt kiểm soát ở các cửa ngõ. Tuy nhiên, phiên tòa đã không thể diễn ra như dự kiến khi cựu Thủ tướng Dinglak vắng mặt tại tòa. Tòa án tối cao Thái Lan đã ra quyết định bắt giữ bà Dinglak và dời ngày ra phán quyết tới ngày 27 tháng 9 tới. Ngay lập tức, Thái Lan đã siết chặt kiểm tra an ninh xuất nhập cảnh. Nhiều tờ báo Thái Lan loan tin, cảnh sát và quân đội đã tăng cường kiểm tra phương tiện tại tỉnh Sakeo, phía đông Thái Lan, giáp với Campuchia, nhằm truy lùng bà Dinglak. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là ra lệnh cho lực lượng an ninh xác định liệu bà ấy có đúng là ốm bệnh không và tìm kiếm bà ấy, cũng như siết chặt tất cả các điểm xuất nhập cảnh.
Tối cùng ngày, chính quyền Thái Lan đã xác nhận thông tin bà Dinh Lắc trốn ra nước ngoài. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prayut nói rằng cựu Thủ tướng Dinh Lắc Shinawat đã rời nước này và ít có khả năng đang lưu lại các nước láng giềng cho khu vực. Một nguồn tin an ninh cũng cho biết bà Dinh Lắc cùng con trai đã tới Phnom Penh của Campuchia, sau đó bắt tiếp chuyến bay đến Singapore, lên một máy bay khác tới Dubai. Đi cùng với bà là một quan chức cấp cao chính phủ, người đã giúp bà không phải làm các thủ tục xuất nhập cảnh. Dubai, thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, cũng chính là nơi mà anh trai bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat, đang sống lưu vong để tránh án phạt tù năm 2008 vì tội tham nhũng. Bà Dinh Lắc, người bị lật đổ khỏi cương vị Thủ tướng Thái Lan trong một cuộc đảo chính hồi năm 2014, có thể lĩnh án 10 năm tù giam nếu như bị kết án với tội danh sơ suất, không hạn chế thiệt hại trong chương trình trợ giá lúa gạo trị giá 26 tỷ đô la Mỹ mà chính phủ của bà theo đuổi. Bà Dinh Lắc phủ nhận cáo buộc này, nói rằng vụ xét xử 2 năm qua đối với bà là có động cơ chính trị. Cùng với việc nhà vua qua đời, vụ án của bà Dinh Lắc là sự kiện đã gây chấn động mạnh mẽ trong lòng xã hội Thái Lan. Ngay trước phiên tòa phán quyết, bà Dinh Lắc đã kêu gọi những người ủng hộ bà không tụ tập bên ngoài tòa án xét xử bà ở Bangkok bởi chính quyền quân sự của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đang tăng cường các biện pháp an ninh để ngăn bất ổn. Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi của bà, hàng trăm người dân mang theo hoa hồng đỏ đã tập trung từ sáng sớm bên ngoài tòa án tối cao để bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà. Chúng tôi vẫn luôn tin rằng cựu Thủ tướng Dinh Lắc thực sự tiến hành chương trình trợ giá lúa gạo vì lợi ích của người dân và nông dân. Chúng tôi hy vọng rằng công lý sẽ dành cho bà. Chúng tôi ở đây để ủng hộ bà. Tòa án phạt tù bà Dinh Lắc, hậu quả sẽ rất khó lường cho chính trường Thái Lan và thời kỳ hỗn loạn có thể sẽ quay trở lại nước này. Bản án dành cho bà Dinh Lắc có nguy cơ khơi lại những rạn nứt ở Thái Lan. Sự chia rẽ đã dẫn tới những cuộc xung đột bạo lực trong suốt một thập kỷ qua giữa phe thân hoàng gia ở thành thị và tầng lớp dân nghèo ở nông thôn, thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat, anh trai của bà Dinh Lắc. Những người thân cận với ông Thaksin đã thắng trong suốt 5 cuộc bầu cử gần đây nhất ở Thái Lan, nhưng rồi lại bị tòa án hoặc quân đội nước này đẩy khỏi vị trí quyền lực. Gia đình bà Dinh Lắc đã thống trị nền chính trị Thái Lan trong hơn 15 năm. Anh trai bà, Thaksin Shinawat, bị lật đổ chức thủ tướng trong một cuộc đảo chính năm 2006 và đã sống lưu vong để trốn các cáo buộc tham nhũng. Ông cho rằng những cáo buộc nhằm phá hủy phong trào dân túy mà ông thiết lập. Bà Dinh Lắc, em gái ông, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan sau cuộc bầu cử vào năm 2011 và đó cũng là cuộc bầu cử gần đây nhất của Thái Lan. Chính quyền quân sự Thái Lan đã siết chặt kiểm soát các hoạt động chính trị kể từ khi lên cầm quyền cách đây 3 năm, cam kết sẽ lập lại ổn định ở nước này. Quãng thời gian quân đội Thái Lan nắm quyền hiện nay là dài nhất kể từ thập niên 1970, sau khi Thái Lan chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế vào năm 1932, các cuộc đảo chính đã liên tiếp xảy ra ở nước này. Việc ban hành một hiến pháp mới vào tháng 4 vừa qua đã mở đường cho khả năng Thái Lan lập lại nền dân chủ vào năm 2018, nhưng thời hạn bầu cử vẫn chưa được công bố. Trong một bài phát biểu vào ngày thứ Năm, ông Prayut nói Thái Lan sẽ sớm trở lại với con đường dân chủ. Có ngoại hình của một minh tinh màn bạc, bà Dinh Lắc Shinawat bắt đầu sự nghiệp chính trị với đầy tham vọng. Thế nhưng cuối cùng, sóng gió chính trường cũng khiến cho bà gục ngã. Nếu như bà Dinh Lắc bị kết án vắng mặt trong phiên tòa dự kiến vào ngày 27 tháng 9, đó không chỉ là đoạn kết cho sự nghiệp chính trị của bà Dinh Lắc, mà còn có khả năng kích hoạt ngòi nổ chia rẽ trong nền chính trị xã hội của Thái Lan. Chuyện đông chuyện tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.